Xin chào tất cả anh em nhé. Quy trình lại lên giấc ngủ con Neo 79 anh em. Mở bát tay thứ ba làm quả được miễn phí anh em ạ. Đấy, không biết pha này có nổ mắc quy luôn anh em. X10 anh em ạ. 17 này. 19 này. 20 này. Ui, pha này hay anh em ạ. Pha này hay này. Pha này hay. Đúng rồi, chuẩn rồi anh em ạ. Khả năng pha này cũng nổ khá to đây anh em ạ. 92 đây. Ui giời ơi, thế này lại phải rực rỡ rồi anh em nhà mình ơi. Hãy mở đốt đôi này nữa đi ngon này. Ui còn một lượt đâu. Đúng rồi, chuẩn đấy. À đây ra phát thì cứ bằng 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 phát ấy. Sai ơi. Ba con một anh em ạ. Đừng có xịt nhá. Đồ quả mắc win nó. Còn một tay cuối cùng lên. Ui sai ơi anh em ơi. Được có 50 năm củ anh em ạ. Mở ba tay thứ ba nộp được 50 năm củ cũng khá ngon đấy anh em ạ. Nếu anh em xem đến hay thì đừng quên cho mình một nút like, một đăng ký kênh anh em. Còn anh em muốn trải nghiệm và giao lưu con Neo 79 thì mình để link dưới phần cho anh em đăng ký nha. Con Neo 79 anh em đăng ký anh em sẽ nhận được 39k. Tấm mại nặng đầu là 100% anh em ạ. Nói chung là về cái đấy thì anh em tự vào tìm hiểu đi. Trong game nó có đầy đủ. Nếu anh em không biết thì em có thể liên hệ lên trên hỗ trợ Neo 79 này để hỏi anh em à, nó gió nhé, đúng không? Tấn lại nọc đầu thì mình xem qua rồi. Ui pha này trái tim nhiều vậy. Nếu có bốn củ mình xem nó dính đâu nào. Ui có dính được 6 quả anh em à, 7 quả. Cái bố nào còn 4 quả không dính nhỉ anh em. À, nó dính lên đâu mình đưa bên đấy thôi nhỉ. Ui, mình vào quay hú được có 2 phút thôi anh em ạ. X1 luôn chứ. Ok. Và mình sẽ cầm quay 50 lượt anh em ạ. Quay 50 lượt xem nào này ốm nói chuyện khó nói quá anh em ạ. Nói chung là anh em bắt cầu kèo nhiều thua thì có thể sang rích hùng con Neo 79. Con Neo 79 này có thật gần 1.000 cái slot quay nổ như thế này. Anh em có thể vào lựa chọn những cái hú nào mà hợp với anh em ấy để mình quay là lý đây. Lại nhờ mấy củ à, 6 củ 4 quay nút 44 lượt này nữa là chỗ lái thôi nhé. X14 chỉ trong 3 phút. Cổ nó khó chịu quá anh em ạ. Lại được pha như pha đầu mở bát kia là ngon đấy. Rồi quay hết 34 lượt này chắc sẽ gặp anh em ạ. Không đi thêm 50 lượt nó sẽ gặp. Quay 500k luôn, nếu mà nổ mắc thì 60.000 x. Anh em thử nhân xem được bao nhiêu. Vừa nãy là 3 con 1 đã sao nhỉ, 1 thôi, nhân 1 thôi đã được 50 năm cũ. 60.000 x thì bao nhiêu? Nó phải rơi vào mấy tỷ. Nhưng mà cái đấy khó lắm. Mình cố gắng săn xem có đức tha nào siêu phẩm cho anh em xem. Nói chung là game còn sống thì mình vẫn còn quay hú anh em ạ. Trừ khi là game sập và không rút được ấy, mình mới nghỉ thôi nha.
khả năng mình lại quay tiếp tục 50 lượt đi. Còn được miễn phí quay sướng lắm. Đây rồi, đúng rồi anh em ạ, đây. Nó lại ra rồi đây anh em ạ. Ba con nó lại ra rồi anh em ơi. Đây, đấy, thấy chưa anh em ơi. Nhưng mà ba con này không biết là được bao nhiêu đây. À, ít một ít vậy. Ui, còn xịt nữa anh em ạ. Ui giời ơi, xịn đi thôi. Máy còn ra được một ô nữa, tăng thêm 3 lượn anh em. Lên nào, lên nào, lên nào. Ui giời ơi, cuối cùng này. Lên, một ô thôi. Đúng rồi, chuẩn đấy. Lên một ô dưới này nó lại thêm mình 3 lượn nữa anh em ạ. Trước mình có quay được một lần nó ra full nhưng mà toàn ít một đời anh em ạ. Đúng chả được bao nhiêu rồi, một cũng chả được bao nhiêu. Hoa này khả năng được ít này. Biết đâu lại làm quả x100 thì lại ngon. X1000 phát nhỉ. Cuối cùng là hết anh em. À vẫn còn AD ra bán mình. Đúng rồi. 28. Vẫn được ít anh em. Vừa nãy là ba con một là được 55 cục. Lại ra thêm ADX10 nào. Là X1 đây nhưng mà 47. Đúng rồi, mở thêm bên này nữa đi. Lại cho nhau cơ hội đi. Chẳng nghĩa lại không ra con nào đúng không? Bằng này ô anh em ạ. Ờ, bị lag à? Bị lag à anh em? Ui trời ơi, bị sao vậy? Tự nhiên lại thích quay hết rồi anh em. Kiểu như bị lag sao anh em ạ? Nặng hack rồi người. Hack rồi. Ui, bốn lượt nữa thôi. Cho mình quay tiếp nào. Đúng rồi, chuẩn này. Lại ba lượt này, 54 rồi. 55 rồi. Ba này cũng được khá khá ấy. Lại ra đề phát bắn phát được ngon này. Ui, giải rồi. 28 anh em ạ. À, lai dai thế thôi anh em ạ. Hôm nay cũng khá may mắn cái hũ mắc 6.000 lít rồi anh em ạ. Quay hết đúng là 10 lượt rất là chốt thôi anh em. Thì rút tầm một đơn 100 anh em. Rút 100 để lại mấy chục lại tiếp tục tích hũ. Lại lên 100 nó lại rút mình còn 11 lượt thôi là chốt kèo đây. Ui sải ơi, hú này nổ liên tục rồi nhiều mà. Mình chúc tất cả những người anh em thấy cái video này, chúc anh em quay hú luôn luôn nổ như này nhá anh em. Con game Neo 79 này có đầy đủ tất cả những cái thể loại game anh em 3D gói hết tài xỉu bia bắn cá, nói chung là đầy đủ luôn. Đúng rồi anh em ơi, bốn quả này, con này không biết như thế nào này anh em, không biết như nào đấy. Con này quay 50 lượt mà được hai phát như này thì cũng gọi là rực rỡ đấy anh em mình. Con này được bắt win đi. Đúng rồi, bốn anh em, bốn trở lên ngon. Ôi x20 này em, ui xài rồi, pha này không ngon thì pha nào ngon nữa anh em. Được rồi anh em ơi, pha này nữa ngon rồi anh em. Pha này hút mạnh anh em. Ui còn x1 vẫn còn cơ hội 3 lượt nữa anh em. X2 lại làm quả x6 đâu. Nó đây chứ đâu nữa anh em. Một cái cuối cùng lên. Đúng rồi, chuẩn. Đấy. Cứ cho nhau cơ hội như vậy liệu có ngon không em. Thôi sao luôn. Đừng mà. Đúng chuẩn đấy. May quá nha. May đến đâu vậy. Thì một em nữa nào. Để cho nó dở thôi. Sao luôn. Đừng có hai bài anh em ạ.
Được em ơi, ít có hai vụ thôi nhiều ạ. Có khi quay hết mấy lượt nữa lại lên thêm được pha như này ngon đấy em ạ. Có ăn nổ đấy em ạ. Hai đầu thì nổ được to. Còn hai lượt nữa nhiều ạ. Ok, tất cả anh em nhà mình nhé, video đến đây là kết thúc, mình lại rút xong, mình lại tiếp tục chuyển tiếp nha anh em nhà mình. Ok, bye bye anh em nhé.